Rồi, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con và các bác nha. Hôm nay em có cái máy tách hạt ngô mini gia đình các bác này. Máy này là máy tách hạt ngô cả vỏ các bác nhé. Em đã chuẩn bị giao hàng đi Quảng Nam. Thì cái máy này các bác có thể để nguyên cả bắp, chưa bóc vỏ để mình tách hạt nhé. Sẽ bóc luôn được cả vỏ cho các bác này, tách luôn cả hạt cho các bác này, phân ra cùi riêng, hạt riêng, vỏ riêng. Đấy. Thì điều đặc biệt của con máy ngày hôm nay là đây là con máy động cơ xăng nữa nhá. Các bác nhìn này, đây là động cơ xăng này. Động cơ xăng này em chuẩn bị giao hàng gửi đi cho anh Viêm, gọi là Viêm Cà Mau nhá, anh Viêm Cà Mau ở tỉnh Quảng Nam các bác nhé. Đấy, động cơ xăng. Bình thường là bên em sẽ thường giới thiệu đến các bác là cái động cơ điện, nhưng hôm nay thì ở con máy này nó là động cơ xăng. Đấy, để cho dành cho các bác nào mà ở những nơi điện yếu hoặc là làm việc tại nương rẫy luôn thì các bác có thể nghiên cứu sử dụng con động cơ xăng này nhé. Máy tách ngô cả vỏ động cơ xăng. Về chi tiết bên khung các bác này, đây là cái nơi các bác sẽ bỏ ngô vào các bác nhé. Các bác sẽ bỏ ngô vào thì cái hạt ngô nó sẽ ra ở phía trước đây. Đấy, bên trên này thì nó sẽ có một cái quạt gió. Đây là dây cu loa quạt gió các bác nhé. Này, quạt gió này nó sẽ thổi ngược ra phía sau. Thì phía sau này là cùi với là vỏ ngô nó sẽ ra phía sau đây các bác nhé. Đấy, đây là tên vỏ cùi này. Đấy, phía sau là vỏ và cùi. Ở đây là cái núm, chúng ta sẽ tăng chỉnh cái khoảng cách quả lô hai cái núm này. Em đã có những cái video hướng dẫn tăng chỉnh núm cho các bác rồi. Đấy. Cơ bản thì đây là cái động cơ xăng giới thiệu đến các bác nhé. Còn các bác nào chưa biết nổ em sẽ hướng dẫn cho các bác nổ luôn này. Đầu tiên thì các bác sẽ bật cho em công tắc ở đây. Đấy. Cái thứ hai là các bác để ý này, phía dưới đây là xăng là các bác để mở nhá. Ở đây là ga các bác nhé. Đây là ga này, nó mạnh cái nhẹ này. Còn cái núm đắng này này thì các bác sẽ linh động cho em, linh động nhé. Một là các bác để mở như thế này, để bên này nhé, tức là ở đây là đóng này, ở đây là mở này. Có hai trường hợp, máy mà nguội thì các bác sẽ đóng le gió để nổ lên, lúc nổ lên rồi các bác mở ra. Cái thứ hai là các bác để mở luôn, trong là các bác giật lên thì sẽ điều chỉnh nguyên như thế và sẽ điều chỉnh ra để tăng tốc độ mạnh nhẹ nhé, rất là đơn giản. Đây em sẽ giật đổi cho các bác xem luôn này. Đấy, vừa rồi là em đã thao tác nổ cái động cơ xăng. Đấy, thì như con động cơ này lúc mà máy nó nguội thì các bác sẽ đóng le gió, đóng le gió để giật nổ nhé. Giật nổ trong là lúc mà máy nổ lên rồi các bác sẽ gạt le gió sang bên, và khi ga lên cao và đều rồi các bác sẽ bắt đầu sử dụng nhé. Và lúc bật tắt công tắc này chúng ta sẽ tắt ở bên đây luôn. Đấy, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác máy tách hạt ngô mini gia đình sử dụng động cơ xăng các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ với bên em. Máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến, địa chỉ là Cầu Vồng, Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988 182 789 các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác.